Ngày 6 tháng 1, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh Vĩnh Long, xã Phú Quế, huyện Long Hồ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức chương trình Chợ Tết Công đoàn 2023 diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 1 tại tỉnh Vĩnh Long. Tại lễ khai mạc, 330 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn đã được trao tặng phần quà Tết, mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng. Đồng thời, Liên đoàn Lao động tỉnh trao tặng 2 tỷ đồng xây dựng 40 căn nhà mái ấm công đoàn năm 2023 cho công đoàn cấp trên cơ sở. Ông Nguyễn Minh Dũng, trưởng ban tài chính Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, chương trình Chợ Tết Công đoàn 2023 nhằm cung cấp các mặt hàng thiết yếu với giá ưu đãi, đồng thời tổ chức các hoạt động vui xuân và các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thiết thực về đời sống vật chất và tinh thần cho công đoàn viên và người lao động, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, đảm bảo người lao động được đón Tết vui tươi, đầm ấm và hạnh phúc. Đồng thời, đề nghị các cán bộ công đoàn tỉnh Vĩnh Long cần tập trung tổ chức tốt các hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên, công nhân lao động. Theo dõi sát tình hình quan hệ lao động, tình hình người lao động mất việc, giảm việc làm để kịp thời đề xuất các giải pháp và có chính sách chăm lo thỏa đáng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tiếp tục thực hiện các hoạt động chăm lo cho người lao động nhằm góp phần ổn định an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.